Chúng ta tiếp tục học về vấn đề giải và biện luận hệ phương trình bậc nhất hai ảnh. Trước khi giải quyết bài tập số 14 này, chúng ta ôn lại lý thuyết về giải và biện luận hệ phương trình bậc nhất hai ảnh như sau. Hệ phương trình bậc nhất hai ảnh có dạng A1x cộng B1y bằng C1, A2x cộng B2y bằng C2. Bước thứ nhất, ta đi tính ba biểu thức B bằng A1, B1, A2, B2 thay bằng A1, B2 trừ A2, B1. Biểu thức thứ hai, DX bằng C1, B1, C2, B2 thay bằng C1 nhân với B2 trừ C2 nhân B1. Biểu thức thứ ba, DY bằng A1, C1, A2, C2 thay bằng A1 nhân C2 trừ đi A2 nhân C1. Sau đó chúng ta xét 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nếu D mà khác không tương đương với A1 nhân với B2 trừ đi A2 nhân B1 mà khác không, thì suy ra hệ có nghiệm duy nhất x lúc đó bằng dx trên d và y bằng dy trên d. Rồi ta sẽ đến trường hợp thứ hai, nếu d bằng 0 đồng thời dx cũng bằng 0 thì ta dẫn đến kết luận hệ phương trình có vô số nghiệm. Trường hợp thứ ba, nếu d bằng 0 nhưng dx lại khác 0 thì lúc đó chúng ta dẫn đến kết luận là hệ phương trình vô nghiệm. Giải phương trình hệ, xin lỗi, giải hệ phương trình bậc nhất vô ảnh không phải là một việc làm khó. Tuy nhiên, các em thường hay có hai cái sự nhầm lẫn. Thứ nhất, đấy là nhầm thứ tự của các cái đại lượng khi tính ba biểu thức D, DX và DY. Cái nhầm thứ hai thì nêu nhầm trường hợp khi nào hệ có một nghiệm, khi nào hệ vô số nghiệm và khi nào hệ vô nghiệm. Cái khó khăn thứ nhất cần giải quyết như sau. Ba biểu thức này được viết theo thứ tự D, DX và DY, một ở hàng trên và hai ở hàng dưới theo thứ tự giống như hệ phương trình đã viết. AB chúng ta đọc thành anh và anh lấy chữ cái là A, bạn lấy chữ cái là B. Tương tự CB ta đọc thành cầm bát và anh bạn cầm bát rồi thì anh ta sẽ AC ta đọc thành ăn cơm. Cái khó khăn thứ hai đấy là làm thế nào để nhớ chính xác các cái trường hợp này. Thế thì ở đây chúng ta cần phải hiểu rõ lý do tại sao lại có ba trường hợp để xảy ra. Thật vậy, cái hệ phương trình đã cho này có thể được viết lại thành y bằng trừ a1 trên b1 nhân
cộng sen 1 chia cho bên 1 y bằng trừ a 2 trên b 2 nhân với x cộng sen a trên b a. Như vậy đây là hai phương trình của hai đường thẳng. Và chúng ta đã biết nếu hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm thì hệ số góc của chúng phải khác nhau. Có nghĩa nếu a 1 trên b 1 mà khác a 2 trên b 2, điều này chẳng khác gì như a 1 nhân với b 2 trừ đi a 2 nhân với b 1 mà khác không. Cái này chúng ta đã đặt nó là d. Vậy nếu d khác không có nghĩa là hai hiệu của hai hệ số góc này khác nhau. Xin lỗi, hiệu của hai hệ số góc khác không có nghĩa là hai hệ số góc khác nhau thì đường thẳng sẽ hai đường thẳng sẽ cắt nhau tại một điểm và hệ sẽ có nghiệm duy nhất. Trường hợp thứ hai, nếu hai đường thẳng này có hệ số góc như nhau, có nghĩa là a 1 trên b 1 bằng a 2 trên b 2, đồng thời c 1 trên b 1 cũng bằng c 2 trên b 2, điều này chẳng khác gì như a 1 nhân với b 2 trừ đi a 2 nhân với b 1 bằng 0. C 1 nhân với b 2 trừ đi c 2 nhân với b 1 bằng 0. Vậy thì đây chính là d và đây chính là d. Hai đại lượng này a 1 trên b 1 bằng a 2 trên b 2, c 1 trên b 1 bằng c 2 trên b 2. Như vậy hai đường thẳng này trùng nhau. Và hai đường thẳng trùng nhau thì mọi điểm thuộc đường thẳng này đều thuộc đường thẳng kia, có nghĩa là hệ đã cho có vô số nghiệm. Ta sẽ lên trường hợp thứ ba. Nếu a 1 trên b 1 bằng a 2 trên b 2 và c 1 trên b 1 khác c 2 trên b 2 tương đương với a 1 nhân b 2 trừ a 2 nhân với b 1 bằng 0, nhưng c 1 nhân với b 2 trừ đi c 2 nhân với b 1 khác 0. Hai đường thẳng có hệ số góc như nhau nhưng hệ số b này khác nhau, vậy đó là hai đường thẳng song song. Hai đường thẳng song song thì không có điểm chung, có nghĩa là hệ đã cho vô nghiệm. Tóm lại, khi sau khi tính d, dx và dy, chúng ta nhớ rằng về bản chất d chính là hiệu của hai hệ số góc. Nếu hiệu này khác không, tức là hai hệ số góc khác nhau, vậy thì hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm, nói cách khác hệ phương trình có nghiệm duy nhất. Nếu hai đường thẳng có hệ số góc bằng nhau, tức là d bằng 0, thì ta xét đến hai trường hợp tiếp theo. Dx về bản chất chính là hiệu của hai đại lượng b trong phương trình đường thẳng y bằng ax gì cộng b. Nếu hai phương trình có a bằng nhau và b khác nhau, chứng tỏ đấy là hai đường thẳng song song, chúng không có điểm chung, nghĩa là hệ có vô nghiệm. Nếu hai đường thẳng có d bằng 0, tức là hệ số góc bằng nhau, dx cũng bằng 0, tức là hai giá trị b bằng nhau, thì suy ra hai đường thẳng đó trùng nhau và hệ đã cho vô số nghiệm. Bây giờ áp dụng vào giải bài tập cụ thể. Chúng ta áp dụng về giải cái hệ m cộng 1 nhân x cộng với 2 trừ m nhân với y bằng m, m cộng 3 nhân với x cộng với 2y bằng m cộng 1. Vậy thì việc đầu tiên ta cần phải tính là d bằng anh và, tức là a 1 b 1 m cộng 1 2 trừ m
A2B2 phần M cộng 3 và A và M cộng 1 nhân 2 trừ đi M cộng 3 nhân với 2 trừ M, ta sẽ được bằng M bình cộng với 3M trừ 4. DI, xin lỗi DX, và anh bạn cầm bát C của B1 M 2 trừ M C2 B2 M cộng 1 2 bằng M nhân 2 trừ đi M cộng 1 nhân với 2 trừ M, và kết quả được bằng M bình cộng M trừ 2. Biệt thức thứ 3 DI, và anh bạn cầm bát ăn cơm A1 C1 M cộng 1 M cộng 3 M cộng 1 bằng M cộng 1 nhân với M cộng 1 trừ đi M cộng 3 nhân với M, rút gọn ta sẽ được 1 trừ M cộng 1. Sau đó chúng ta xét đến các trường hợp. Trường hợp 1, nếu D mà bằng 0, xin lỗi, nếu D mà khác 0 thì tương đương với M bình cộng với 3 M trừ 4 khác 0, hay tương đương với M D phải khác 1 và M cũng phải khác trừ 4, thì suy ra hệ phương trình có nghiệm duy nhất x bằng dx trên d, y bằng dy trên d và bằng thay dx bằng m bình cộng 3m trừ 4. Xin lỗi, thay dx bằng m bình cộng m trừ 2. Trên d ta thay bằng m bình cộng 3m trừ 4, ta được kết quả bằng m cộng 2 trên m cộng 4. Y bằng dy trên d, dy ta thay bằng trừ m cộng 1 chia cho m bình cộng với 3m trừ 4, ta được kết quả rút gọn bằng trừ 1 chia cho m cộng 4. Trường hợp 2, nếu d bằng 0 và dx bằng 0 tương đương với, các em nhớ d bằng 0 chính là phương trình có hệ số góc, hai đường thẳng có hệ số góc bằng nhau và hệ số b của chúng cũng bằng nhau. Vậy thì ta có m bình cộng với 3m trừ 4 bằng 0 và m bình cộng với m trừ 2 bằng 0. Phương trình thứ nhất có nghiệm là 1 và trừ 4. Phương trình thứ hai có nghiệm là 1 và trừ 2. Vậy nghiệm chung của nó chỉ là m bằng 1 mà thôi. Vậy ta kết luận là suy ra với m bằng 1 thì hệ phương trình vô số nghiệm. Các em nhớ nhé, d bằng 0 có hệ số góc như nhau, hệ số a như nhau, dx bằng 0 có hệ số b như nhau, vậy hai đường thẳng đó trùng nhau để có vô số nghiệm. Trường hợp 3, d bằng 0 nhưng dx lại khác 0, điều này tương đương với m bình cộng với 3m trừ 4 bằng 0, m bình cộng với m trừ 2 lại khác 0, thì suy ra trong hai nghiệm của phương trình 1 là 4 và trừ 1 và trừ 4 thì chỉ có giá trị trừ 4 thay vào biểu thức ở phía dưới mới thỏa mãn điều kiện khác 0, nên ở đây ta có m bằng trừ 4. Vậy thì từ đây ta suy ra m bằng trừ 4 thì hệ phương trình
vô nghĩa. Các em nhớ nhé, D bằng 0 có nghĩa hai đường thẳng có hệ số A như nhau. D khác 0 có nghĩa hai đường thẳng có hệ số B khác nhau. Như vậy D là hai đường thẳng song song thì hệ phương trình phải vô nghĩa. Chúng ta đi vào ý B. Hỏi chúng ta rằng hệ khi hệ có nghiệm duy nhất thì tìm M nguyên để mà x và y đều nguyên. Hệ có nghiệm duy nhất với điều kiện là M phải khác 1 và M cũng phải khác trừ 4. Đây là kết quả ta vừa có được ý A. Và hai nghiệm đó, xin lỗi, và cả nghiệm của nó là x và m cộng 2 chia cho m cộng 4 và y bằng trừ 1 trên m cộng 4. Như vậy ta nhận thấy là xử lý y có vẻ đơn giản hơn. Ta xác y để y mà của z thì suy ra trừ 1 phải chia hết cho 4 cho m cộng 4. Vậy thì dẫn đến là m cộng 4 sẽ phải bằng 1 hoặc m cộng 4 bằng trừ 1. Thì điều này tương đương với m cộng 4 và bằng 1 thì m sẽ bằng trừ 3. M cộng 4 bằng trừ 1 là M bằng trừ 5. Hai giá trị nguyên để của M làm cho y nguyên. Ta cứ đi kiểm tra xem x có nguyên hay không. Lúc đó với M bằng trừ 3 thì suy ra x chỉ bằng trừ 3 cộng 2 trên trừ 3 cộng 1 trừ 3 cộng 2 trên trừ 3 cộng 4 bằng tử là âm 1, mẫu là 1 nên phân số này âm 1. Vậy x lúc đó sẽ bằng trừ 1, thỏa mãn điều kiện là thuộc z. Với m trừ 5 thì suy ra x bằng trừ 5 cộng với 2 trên trừ 5 cộng 4 thêm vào tử bằng trừ 3 bằng 1 nên ta có kết quả là bằng trừ 3 cũng thuộc z. Hai giá trị m bằng trừ 3 và trừ 5 đều thỏa mãn điều kiện là khác 1 và khác trừ 4 và đồng thời đều làm cho x và y đều thuộc z. Vậy kết luận các giá trị m cần tìm là m bằng trừ 1 hoặc m bằng trừ 3 hoặc m bằng trừ 5.